Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Quyết ạ. Con kính thưa sư, trong 10 đại đệ tử của Phật giáo, của Đức Phật, có một vị con chưa hiểu công hạnh của Ngài, đó là đệ nhất mật hạnh Hầu La. Con xin sư có thể giải thích cho con biết đệ nhất mật hạnh có nghĩa là gì không ạ? Gần đây, con nghe trên mạng có vị sư giảng là mật hạnh là mật báo bảo vệ sự an toàn cho Đức Phật, nên bị nhiều vị khác phản đối. Con kính mong sư từ bi giải đáp thắc mắc này giúp con ạ. Con xin tri ân công đức của sư ạ. À, cái này cái từ mật hạnh chẳng qua là mình dịch ra cái tiếng Việt mình nói, mình hiểu theo cái nghĩa thì mật nó giống như là một cái gì đó là bí mật, thì mình hiểu cái nghĩa đấy nó mang cái tính nó thế gian quá, thế tục quá ấy. À, mật báo hay là bí mật bảo vệ Đức Phật ấy, cái câu đấy nó mang cái tính đời quá mức, không thể không không nên hiểu như vậy. Mật hạnh ở đây là tôn giả Na Hầu Na, tức là cũng là con trai của Đức Phật khi Đức Phật chưa xuất gia, Thái tử Tất Đạt Đà có một người con trai là Na Hầu Na. Thì các vị đại đệ tử của Đức Phật thực ra là có tới 80 đại đệ tử, chứ không phải là chỉ có 10 đại đệ tử. 10 đại đệ tử đấy là sau này gom lại lựa chọn một cách ngắn gọn thôi. Có tới 80 đại đệ tử, mỗi một đấy có những cái đức hạnh riêng biệt của mình, tức là có một cái chuyên môn sở trường, như là có vị thì đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thần thông, có vị thì đệ nhất đa văn, có vị thì đệ nhất về thiên nhãn thông, và có vị thì được Đức Phật tuyên bố là mật hạnh đệ nhất. Tức là mật hạnh ở đây là ý muốn nói là một bậc, đấy là một cái bậc ưa nghe giáo giới đệ nhất. Thì Đức Phật hay giáo giới, có nhiều lần đã giáo giới cho Na Hầu Na, và tôn giả Na Hầu Na là cái người thọ trì những cái sự giáo giới ấy và hoan hỷ trong những cái đức hạnh ấy, tức là trong những cái đức hạnh mà vị ấy nghe theo lời giáo dưỡng chỉ dạy, tức là cái lời giáo hóa chỉ dạy của Đức Phật, và trở nên rất là thuần thành, trở nên rất là thuần thục, trở nên rất là nhu nhuyễn, trở nên rất là nhu hòa. Như là có những cái đức hạnh, có những cái đức tính như là mà sẽ kham nhẫn làm tất cả những cái việc gì đáng làm, có lợi ích cho mình, cho người, hay là những cái việc làm chung của mọi người mà không có cái sự khó chịu, không có cái sự bực bội, không có cái sự cau có gì, mà cũng không cần ai biết đến mình là cái người làm cái công việc đó. Thì tôn giả Na Hầu Na là một cái người có cái đức hạnh như vậy, rất là tha thiết muốn được học hỏi những cái lời giáo giới của Đức Phật, và là một cái người rất là thuần thành trong sự thực hành những cái oai nghi tế hạnh ấy, là một cái người có những cái đức tính, có những cái oai nghi, có những cái đức hạnh rất là vi tế. Đấy, và cái điều đó có thể được hiểu là đấy là cái mật hạnh. Mật hạnh hay là còn gọi là cái người có những cái đức hạnh rất là vi tế, tức là rất là sâu sắc, và là một cái người rất là thuần thục, rất là thuần thành trong cái giáo pháp, trong những cái giới luật, trong dù đó là giới luật rất là nhỏ nhặt nhưng mà vẫn thận trọng giữ gìn, không có để vi phạm những cái giới luật nhỏ nhặt ấy. Vậy là một cái người có thể là rất thận trọng thực hành những cái uy nghi, những cái giới luật rất nhỏ nhặt cũng không bỏ qua, cho nên được gọi là mật hạnh là như vậy.